Luna được sinh ra trong một gia đình khá giả, có ba là thợ sửa điện và mẹ là một nội trợ. Luna đặc biệt rất thích ngắm nhìn các siêu mẫu trên TV. Ánh đèn sân khấu, những bộ trang phục lộng lẫy và những bước đi uyển chuyển của các người mẫu khiến cho cô bé mê mẩn. Chào mừng tất cả quý vị đến với gia đình siêu mẫu hot nhất hiện nay. Xin mời. Mời hay quá. Wow, hay quá. Quá, quá tuyệt vời luôn. Nữa đây. Quá đẹp. Mời hay quá. Hay quá. Quá đẹp đẹp. Trời ơi, đẹp quá. I love you, I love you. Quá quá đã luôn. Cô tuyệt vời, tuyệt vời. Giỏi quá trời luôn nè. Đẹp quá trời. Sao mà đẹp quá vậy? Luna. Đẹp quá. Chỉ nghĩ tới đó đã khiến cho Luna vô cùng hứng khởi. Cô nảy ra một ý tưởng rủ ba mẹ cùng nhau trình diễn thời trang ngay tại nhà. Mẹ ơi! Ba! Nhanh lên! Ba mẹ, nhà mình diễn thời trang đây! Cái gì? Tuy nhiên, ba mẹ của Luna lại không có khiếu thẩm mỹ và cũng không quen với việc sải bước trên sàn diễn. Dù cố gắng hết sức, họ vẫn không thể thực hiện được mong ước của con gái. Dạ trời! Ba! Mẹ! Đè con nè! Đứng dậy! Luna, con có sao không con? Hả? Gái ơi, con có sao không? Hả? Luna! Nè! Luna cảm thấy rất thất vọng và bực bội. Cô bé bỏ ra khỏi nhà và lang thang trên đường. Trong lúc buồn chán, Luna đã tình cờ phát hiện ra một cây đèn thần kỳ. Và chính cây đèn thần kỳ này đã thay đổi cả số phận của gia đình cô ấy. Thần đèn xuất hiện và ban cho Luna một điều ước. Chào con gái. Wow. Ta sẽ ban cho con một điều ước. Một điều ước. Con ước gia đình mình trở thành siêu mẫu. Quá dễ. Không cần suy nghĩ nhiều, cô bé liền ước cả gia đình mình đều trở thành những siêu mẫu nổi tiếng. Và điều ước của Luna lập tức trở thành hiện thực.
Khi nhìn thấy ba mẹ của mình diện trang phục của siêu mẫu, Luna đã không thể nào tin vào mắt mình được. Luna, đi thôi. Điều ước của mình trở thành sự thật rồi. Luna, nhanh lên con, trễ rồi. Dạ. Con chào ông. Chào con gái. Khởi hành thôi. Điều ước của Luna bấy lâu nay ngay bây giờ đã trở thành hiện thực. Gia đình mình chuẩn bị nha. Dạ. Luna cảm thấy vô cùng thích thú với cuộc sống mới này. Ok rồi nha, tiếp nào. Cô bé được tham gia vào những buổi chụp hình thời trang hoành tráng, khoác lên mình những bộ cánh đẹp lung linh và sải bước trên những sàn diễn danh giá cùng ba mẹ. Ok cả nhà nha. Tuy nhiên, họ phải tham gia vào những buổi chụp hình kéo dài hàng giờ liền, thậm chí còn phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm như chụp hình cùng với những con vật hoang dã. Luna, tạo dáng vào chụp hình nè. Rồi, con không có chụp đâu. Luna, bớt báo lại nghe chưa? Tập trung. Để giữ hình tượng và duy trì hình ảnh của những siêu mẫu, Luna đành phải cố gắng mỉm cười thật tươi trước ống kính. Ok, xong rồi nha. Sau khi trải qua một buổi chụp hình kéo dài hàng giờ liền, Luna cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, ba mẹ lại không đồng ý. Chưa có được nghỉ, còn nhiều việc phải làm lắm. Luna, bây giờ mình phải tới Ai Cập để chụp hình nữa. Ở chuyến lưu diễn tại Ai Cập, cả gia đình phải chụp hình ở những địa điểm vô cùng khắc nghiệt. Điều này làm cho Luna khá là hoảng sợ. Thậm chí họ còn phải tạo dáng xinh đẹp trong cái lạnh thấu xương. Trở về sau những ngày dài lưu diễn mệt mỏi, Luna giờ đây đã cảm thấy vô cùng kiệt sức. Toàn bộ cơ thể mỏi rã rời và đói bụng. Vừa hay, ngay lúc đó, một chiếc đùi gà thơm phức liền xuất hiện ngay trước mặt. Không có một miếng gì hết.
Con có biết là ăn đùi gà sẽ bị mập không hả? Đùi gà của con mà. Đủ rồi đó Luna. Luna, con chỉ được ăn salad thôi. Tới giờ diễn rồi, đi thôi. Quá mệt mỏi vì lịch diễn dài đặc cộng với việc không được ăn gì, Luna không còn sức để biểu diễn. Cô ngã quỵ ngay trên sân khấu. Luna, nhanh lên, đứng dậy đi con. Con mệt lắm rồi ba ơi, con không có đứng nổi nữa. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Không được, con phải diễn tiếp. Mẹ ơi, con không có muốn làm sao mẫu nữa đâu, mình về đi mẹ. Con nói cái gì vậy? Nhanh lên. Đừng mà, bỏ con ra. Cô bé sao trời, sao diễn tiếp cái gì vậy trời? Diễn gì vậy? Trời, đúng vậy, làm gì coi sao được. Vậy trời ơi, cái gì vậy trời, nó diễn gì vậy trời. Ôi, coi kìa, coi kìa, trời ơi. Ờ, dẹp, 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 xuống đi. Diễn gì vậy? Trả tiền lên đây. Không diễn, xuống đây. Xuống đi. Trả tiền lên đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Trời ơi, xuống đi. Xuống đây, lừa đây. Lừa đây, trời. Trả tiền đây. Dễ quá. Xuống đây, xuống đi. Xuống đi. Xuống đây. Xuống đây. Ba, mẹ, cứu con. Luna, đứng dậy, nhanh lên, nhanh lên. Luna, đứng dậy. Mẹ con ra. Đứng dậy nhanh lên. Ba mẹ chỉ quan tâm tới hình ảnh của mình và bắt Luna phải đứng lên tiếp tục trình diễn. Mẹ, ba, đừng ba, thả con ra. Đừng ba, thả con ra đây. Đừng ba, đừng ba, thả con ra, thả con ra. Luna bật khóc nức nở. Đúng lúc đó, cô bé tỉnh dậy. May quá, chỉ là mơ thôi. Luna thở phào nhẹ nhõm và chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ của mình. Cô bé hiểu rằng gia đình mới là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất. Mẹ, ba, ba mẹ, tôi yêu ba mẹ nhất quả đất luôn. À, mẹ, để con phụ mẹ nha. Gái ai giỏi vậy ta? Gia đình mới là nơi ta có thể tìm thấy tình yêu thương, sự an ủi và sự đồng cảm. Từ đó, Luna biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Bây giờ cả nhà đi giao báo nha. Dạ, ok ông chủ. Con gái, cố lên. Đi làm thôi. Đi thôi con. Tuy nghèo khó nên gia đình của búp bê phải ngày ngày đi phát báo để kiếm ăn. Tuy nhiên, cô lại lười biếng và vô cùng chán ghét công việc này. Anh ơi, báo của anh nè. Rồi, cảm ơn em. Giao báo đây. Trong khi ba mẹ hăng say làm việc thì búp bê lại lết đi từng bước khó khăn rồi ném mạnh tờ báo xuống đất như muốn trút giận lên nó. Yeah.
mệt mỏi rồi. Cô quyết định chớp mắt một chút trên chiếc ghế đá ngoài công viên. Anh ơi. Dì ơi, có mệt lắm không em? Dạ có. Hả? Búp bê đâu? Con bé đâu? Hả? Hả? Búp bê. Mình đi tìm con của em. Búp bê. 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 Búp bê ơi, con ở đâu? Búp bê. Búp bê. Búp bê ơi, con ở đâu? Hả? Búp bê. Búp bê. Dậy. Búp bê. Nhà còn bao việc sao nằm đây ngủ vậy? Ôm vô. Mau đi kiếm tiền đi chứ. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh. Nhanh. Tôi không có làm nữa đâu. Con ghét cái gì này lắm rồi. Đó. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, này tốn tiền lắm luôn á. Tiền đâu mà đền người ta đi. Cái gì đâu báo quá trời báo gì nè. Ước gì nhà mình giàu thì đâu có phải đi bán luật nhân vậy. Búp bê vừa dứt lời, từ đâu liền có một ngôi sao băng xuyên qua bầu khí quyển và đâm sầm xuống trái đất ngay kế bên cô. Nhìn thấy vật thể kỳ lạ, búp bê không kìm nén được sự tò mò mà liền tiến tới để xem thử. Từng bước chân của cô đều vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Quả thiên thạch tách ra làm đôi để lộ ra hàng chục thỏi vàng lấp lánh. Búp bê nhìn đi nhìn lại nhưng cô vẫn không thể nào tin vào những gì mình đang chứng kiến cho đến khi cô cầm thử chúng lên. Cả nhà búp bê đi từ cảm giác bất ngờ đến sung sướng khôn xiết mà không biết rằng cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn từ đây về sau. Mình giàu rồi. Đây là nhà của chúng ta. Đẹp quá à. Tặng cho vợ. Cảm ơn chồng. Cái này cho con. Còn cái này là cho ba. Tận hưởng cuộc sống giàu sang thế nào. Đi chơi thôi. Cả gia đình búp bê bắt đầu lao vào công cuộc đốt tiền. Búp bê không chần chừ mà liền tiến vào cửa hàng đồ chơi và hốt hết tất cả mọi thứ trên kệ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô được trải nghiệm mua sắm mà không cần nhìn giá làm gì. Wow. Wow, cảm ơn cô nhiều nhá. Wow. Oh, wow. Còn về phần mẹ búp bê, bà liền tự thưởng cho mình một buổi chăm sóc toàn thân đắt đỏ tại một tiệm spa sang trọng và cao cấp. Em cảm ơn chị. Và cuối cùng, ba của búp bê ngay lập tức bộc lộ máu cơ bạc của mình sau khi bỗng dưng trở nên giàu có. Ông không ngờ ngại mà đốt hết tiền vào những cánh bạc may rủi.
Thương lắm nè. Mình muốn Búp Bê lại cảm thấy chán nản và sợ hãi khi ở nhà một mình. Cô liền rút máy ra gọi cho ba mẹ nhưng không hề nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Không mấy dễ chịu. Ba. Ai vậy ba? Chào con gái nha. Đây là nghệ mới của ba. Đúng lúc đó, mẹ Búp Bê cũng trở về sau một ngày dài chăm sóc bản thân. Và một cuộc chiến gay gắt đã nổ ra. Cái con nhỏ này là sao đây? Đây là bạn gái của tôi. Bạn gái? Sao cô dám hả? Cô điên hay sao vậy? Nè nè, bớt điên lại dùng cái. Bạn gái hả? Sao dám phản bội tôi hả? Thì con nhỏ tiểu tam kia, lại đi cho tao. Bỏ ra coi. Ly dị đi, tôi hết chịu nổi cô rồi. Ly dị đi, tôi cũng muốn sống như đồ tồi như anh. Con gái, nhà ở với ba. Đi theo mẹ. Búp Bê phải sống với tôi. Con bé cầm mẹ. Con hứa đúng như vậy, con bé sẽ hứa theo tôi. Sống với tôi. Búp Bê phải sống với ba. Với mẹ. May mắn vì tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là mơ thôi. Ba mẹ. Ba mẹ, con xin lỗi, từ giờ con không có lười biếng như vậy nữa đâu. Ba mẹ, tha lỗi cho con nha. Kể từ đó về sau, Búp Bê luôn quý trọng mọi giây phút bên gia đình nghèo của cô ấy. Con gái mày ngoan quá. Đây là Búp Bê, một cô bé vô gia cư mà kiếm sống bằng nghề chơi trống dạo. Wow, hay với ta. Con gái nhà mà giỏi quá trời. Hay quá hả? Giỏi quá.
Còn đây là Isaac, một doanh nhân giàu có đang trên đường đi làm. Tuy nhiên, anh không biết rằng mình đã rơi vào tầm ngắm của một tên cướp. Oh, wow. Con ở đâu? Chú đưa con về. Con không có nhà. À, hay là con làm con gái nuôi chú nha. Thì không chú. Dạ. Búp bê vui vẻ tay trong tay đi về nhà cùng ba. Mà không biết rằng cô chuẩn bị đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chào con gái của mẹ. Isaac. Từ nay con bé sẽ sống cùng chúng ta nha. Hả? Không, không được. Sao mà ở chung nhà với cái đứa nghèo này được? Em à, bình tĩnh đi. Từ từ rồi em sẽ thích con bé à. Búp bê, bà dẫn con về phòng nha. Dạ. Đi con. Hả? Dạ. Búp bê, xuống ăn sáng đi con ơi. Dạ, con xuống liền. Katie không muốn nhận búp bê làm con nuôi của mình. Vậy nên cô liền nghĩ ra một kế hoạch để tống cổ búp bê. Mẹ ăn xíu mà chuẩn bị đồ ăn sáng nha. Hả?
Ủa? Ủa? Em ơi, có thấy điện thoại anh đâu không? Dạ không, em không có thấy. Ủa? Em ơi, cái điện thoại của anh đâu mất tiêu rồi nè. Trời ơi. Ôi. Hả? Anh? Nhìn kìa. Hả? Ô. Hả? Búp bê, chính là con hả? Không, không có phải con làm đâu mà. Con không có làm. Trời ơi, cái con nhỏ này hóa ra là đồ ảnh trộm. Búp bê, đi với bạn, đi lên. Không có phải con nữa. Hả? Quá thất vọng về con rồi. Bà ơi, không có phải con làm đâu bà. Con không có làm mà. Bỏ ra đi. Bà. Đi đi. Ở đây không có chiếu chấp mấy cái đứa ăn cắp đâu. Mà con không có làm. Con không có phải là đứa ăn cắp. Hả? Chết rồi. Ôi không, vì quần tao bếp nên lửa đã bắt đầu lan rộng ra. Khi nhìn thấy khói bốc ra từ căn nhà, búp bê hoảng hốt nhớ ra Katie vẫn còn đang ở trong. Vì nên cô nhanh trí nghĩ cách để cứu mẹ nuôi của mình. Dũng cảm của búp bê, cả Katie và em bé đều đã bình an vô sự. Hahaha.
Em ơi, em có sao không? Em không sao. Búp bê đã cứu em. Búp bê. À, búp bê. Ừ. Búp bê. Cho mẹ xin lỗi nha. Chính mẹ đã bày trò để đuổi con ra khỏi nhà đó. Dạ không sao, chúng ta là người một nhà mà. Chúng tôi là gia đình nhỏ bốn thành viên cùng chung sống hạnh phúc bên nhau. Bobby cùng vệ sĩ giàu có đang trở về từ một buổi mua sắm xa hoa tại trung tâm mua sắm nổi tiếng. Ơi, bóng bóng này cô. Đây là gia đình Sara, một gia đình nghèo khổ đang chật vật trước xe bong bóng của họ. Khi Peter đang cố gắng thổi một quả bong bóng lớn, bất ngờ tuột khỏi miệng anh ta, bay vèo vào không trung và bay thẳng về phía của Bobby. Có sao không? Cô chủ. Cái thứ dơ bẩn này từ đâu bay ra vậy? Tôi xin lỗi. Cái lũ nghèo khổ này. Tôi xin cho mấy người biết là cô chủ. Cô chủ. Không nhận được cơn giận, Bobby quay sang đập nát những quả bóng một cách tàn nhẫn của gia đình Sara. Dừng lại đi. Coi chừng tôi đó. Đi thôi cô chủ. Sau khi hạ cơn giận, Bobby cùng vệ sĩ rời đi, để lại gia đình Sara đau khổ và tủi thân nhìn những quả bong bóng vụn vỡ trên mặt đất. Từ trên bầu trời cao, một tia sáng rực rỡ xuất hiện. Cô tiên Fairy, người đã chứng kiến tất cả sự việc vừa rồi, vô cùng tức giận. Thật là quá đáng, phải dạy cho con bé một bài học. Cô tiên vung đũa phép, lấy đi chiếc xe hơi sang trọng của Bobby. Cô chủ. Xe của tôi đâu rồi? Xe đâu ta? Trước khi Bobby kịp lĩnh hội, một tia sáng khác bao phủ lên cả hai, biến Bobby thành một cô bé nghèo khổ, còn vệ sĩ trở thành một chú ếch nhỏ bé, nhảy ra xa. Sao tôi xấu xí quá vậy? Trên bầu trời, những đám mây đen ập đến, mưa bắt đầu rơi rất to. Bobby hốt hoảng, vội vàng che đầu, chạy đi trong cơn mưa dày đặc. Bobby chạy vào một mái hiên, đứng co ro, lạnh lẽo, nhìn trời mưa rơi. Bụng Bobby lúc này cũng đã reo lên. Bỗng, một mùi thơm ngọt ngào bay đến. Hả? Thì ra là một người vô gia cư đang nướng cá trên bếp lửa. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, khiến cho búp bê không thể nào cầm lòng được. Quá ngon quá à. Dường như quên hết tất cả mọi sợ hãi, Bobby rón rén tiến lại gần, dự định sẽ cướp đi con cá ngon lành này, lấp đầy vào bao tử đang kêu réo kia. Wow! Liệu Bobby có thành công lấy được con cá và nói lời chào tạm biệt với cơn đói của mình hay không? Sao mày ăn cắp cái đồ ăn của tao? Con nhóc kia. Dạ không, con xin lỗi, con không có cố ý. Đi nghe, đi chỗ khác. Mau biến đi cho tao. Biến. Nhìn thấy người vô gia cư nổi giận, Bobby hoảng hốt đứng dậy, bỏ chạy đi trong cơn hoảng sợ. Ah!
có sao không? Dạ không có sao đâu mẹ. Nè bạn ơi, cố gắng lên. Bạn có sao không? Bạn là chính là chủ đề đó. Bây giờ bạn về nhà với mình nha. Con, chúng ta về thôi. Dạ. Thật may mắn, Barbie theo chân của gia đình Sarah trở về nhà của họ. Tại đây, Barbie được gia đình Sarah đối xử vô cùng ân cần và chu đáo, còn được họ chia sẻ thức ăn nữa. Dạ, con cảm ơn chú. Nhìn thấy gia đình Sarah đối xử tốt với mình, Barbie cảm thấy vô cùng hối hận về những việc mà mình đã gây ra với gia đình này. Chạy rồi, đi thôi. Cả nhà ơi. Cho con đi cùng với ạ. Đi thôi. Barbie cũng bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống, cùng bán bong bóng với gia đình Sarah. Chơi bong bóng đi. Tiền đây. Con ơi, muốn bong bóng một bóng. Cảm ơn. Hai đứa ngồi đây nha, ba mẹ đi mua đồ ăn đã. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tên trộm Ben ở gần đó đã nhìn thấy Buddy và Sarah đang đếm tiền. 16. Đưa tiền này, đưa cho tao. Hai con nhóc này. Tên trộm Ben tức giận đưa nắm đấm lên, lao về phía của Barbie và Sarah, chuẩn bị tấn công họ. Barbie hốt hoảng chồm lên, ôm lấy Sarah, che chở cho bạn.
đã đến kịp và ngăn hành động của hắn ta lại. Em đầu hàng, em xin lỗi. Mày, cút đi. Tụi con có sao không? Dạ không sao, sao? Bobby ơi, cảm ơn cậu nhiều nha. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cứu con. Cô tiên Fairy đã chứng kiến tất cả sự việc, vô cùng hài lòng. Vì thế cô đã biến Bobby trở lại giàu có. Con thật sự rất biết ơn mọi người. Con sẽ luôn luôn ở đây bên cạnh mọi người. Ta là một gia đình. Sada, một cô bé nghèo nhưng đầy tình cảm, đang háo hức chuẩn bị cho sinh nhật của người bạn thân của cô ấy, Poppy. Dù không có nhiều tiền, Sara vẫn muốn dành cho Poppy một món quà đặc biệt và ý nghĩa. Wow, đẹp quá à. Hello Sara. Chúc mừng sinh nhật Poppy. Cảm ơn cậu nhiều nha. Khỏi phải nói, Poppy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước sự chuẩn bị này của Sara. Mình có quà cho cậu nè. Trời ơi, cảm ơn cậu nhiều. Con bất ngờ hơn khi bên trong hộp quà chính là món đồ mà Poppy đã ao ước từ lâu. Trời ơi, mình thích lắm luôn á. Cảm ơn cậu nhiều nha, Sara. Tiếng chuông reo vào học vang lên. John vội vã chạy vào lớp, thở hồng hộc vì mãi chơi. Chào các em. Dạ, em chào cô. Chào cô. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Vô đêm. Cánh cửa lớp học mở ra, một thảm đỏ được trải dài. Suzy, một cô bé nhà giàu kiêu hãnh, bước vào lớp trong bộ trang phục lấp lánh kim cương. Vệ sĩ đi theo sau, bắn tiền ra xung quanh, khiến cả lớp học náo nhiệt. Em chào cô. Được rồi, về chỗ đi em. Vệ sĩ của Suzy lập tức chuẩn bị chỗ ngồi cho cô chủ, đãi khăn kim cương lên bàn và kéo ghế ra với vẻ cung kính. Mời cô chủ. Ánh hào quang từ những món đồ đắt tiền của Suzy khiến cho các bạn học sinh xung quanh trầm trồ thán phục. Poppy và John bị thu hút bởi sự sang chảnh của Suzy, háo hức chạy tới chỗ Suzy để trò chuyện. Thích hả? Chờ đó. Cho nè. Cảm ơn cậu nha. Poppy lúc này đã say mê với thế giới ảo diệu, cầm lấy iPad và bắt đầu chơi game. Poppy ơi, máy chơi game của cậu
cậu nè. Ê, đừng làm phiền mình coi. Búp bê, búp bê ơi, nhân đây mới là máy chơi game của cậu nè. Ủa, sao vậy? Thối gì mà thối banh nhà lậu luôn quá trời. Suzy nhìn Sarah bằng ánh mắt đầy kinh miệt. Chưa hết, cô còn lấy chai nước quanh tắt tiền xịt thẳng vào mặt Sarah. Trong khi Sarah cố gắng che đi khuôn mặt ướt át, thì búp bê chỉ biết đứng nhìn với vẻ bối rối, không biết phải làm gì. Các em, trật tự, chuẩn bị học bài nè. Dạ dạ dạ. Sarah ôm chiếc máy chơi game trong lòng, lặng lẽ trở về chỗ của mình. Ánh mắt đượm buồn che đi những tổn thương. Tạm biệt các em. Bye bye cô. Bye bye cô. Cái bụng đói cồn cao khiến cho Suzy vỗ tay ra hiệu cho vệ sĩ. Ngay lập tức một chiếc xe đẩy thức ăn xuất hiện, thu hút sự chú ý của cả lớp. Trên xe đẩy là một đĩa thức ăn thịnh soạn và một ly nước ngọt mát lành. Búp bê và John nhìn món ăn với ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hai bạn nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ của Suzy nài nỉ. Suzy, cho mình ăn thử miếng được không? John háo hức gấp một miếng bánh lết đưa vào miệng nhai ngon lành. Miếng thịt mềm mại tan chảy trong miệng khiến cho cậu sung sướng nhắm mắt, tưởng như đang lạc vào thiên đường ẩm thực. Búp bê cũng không kém cạnh, cầm lấy một càng cua to bự, suýt xoa khen ngợi. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì búp bê, ăn cơm nè. Ý, không. Búp bê, ăn cơm. Đi ăn cơm nè. Búp bê, sao vậy? Bực bội vì bị quấy rầy, búp bê gan mạnh tay khiến cho chiếc cà mên văng lên trời, đổ ập xuống đầu của Suzy. Cái con nhỏ này. Trời đất ơi. Thôi. Ah!
Mày đưa tiền cho tao. Dạ 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 dạ. Con không có tiền. Vậy thì mày chuẩn bị ăn đấm của tao nè. Có ai không? Có tao dây. Có ai không? Cứu tao. Trong lúc tuyệt vọng, Sada xuất hiện kịp thời, dũng cảm ra tay ngăn cản chị đại Bella và bảo vệ cho búp bê. Em đừng hại bạn tôi. Sada. Con nhỏ đó phá hỏng mấy chơi game của tao. Chị ơi, tha cho bạn em đi chị. Mày nằm mơ đi. Bella bất ngờ vung nắm đấm lao về phía của búp bê. Sada hoảng hốt lao ra ôm chầm lấy bảo vệ cho bạn mình. Sada. Bella gầm gừ tức giận, nghiến răng trèo trẹo, thở phì phò xịt khói. Chợt Sara nhìn nhớ ra một điều gì đó, vội vàng lấy trong ba lô ra một chiếc máy chơi game, giơ ra trước mặt của Bella trước khi Bella định tấn công họ một lần nữa. Chị ơi, em đền cho chị mấy game nè, chị tha cho bạn em nha. Tao tha cho tụi bay lần này thôi đó. Dạ, 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 dạ. Ok, cậu có sao không? Mình không có sao. Mình xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu. Không có sao đâu, mình là bạn mà. Cuối cùng, búp bê cũng nhận ra rằng trong cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là sự giàu có mà là lòng tốt và sự chân thành. Đây là búp bê, một tiểu thư được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc sống xa hoa và đầy đủ mọi thứ mà cô bé có thể mong muốn. Cô chủ ơi. Cô chủ ơi. Bị mù hả? Cô chủ ơi. Hôm nay vệ sĩ sẽ đưa cô tiểu thư nhà giàu ánh khách này đi đâu đây? Ok đã có chuyện rồi. Chuyện là hôm nay chính là ngày đầu tiên búp bê chuyển đến một ngôi trường học mới, một ngôi trường mà các học sinh phần lớn đến từ những gia đình nghèo khó. Ơi cô chủ, đi đâu đi đâu. Đây đi 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 đi. Nhìn thấy ngôi trường cũ kỹ, xộc xệ và dơ bẩn, tâm trạng của búp bê vô cùng bực bội và tức tối.
Chào mừng búp bê ngày đầu tới lớp nha. Giới thiệu với các em, đây là búp bê. Chào bạn nha. Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào lớp học, búp bê đã cảm thấy một sự khó chịu, khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt. Chào bạn. Hey, xin lỗi, hey, xin búp bê, em về chỗ ngồi đi. Nhìn những bạn học sinh ăn mặc giản dị, thậm chí có bạn còn vá víu quần áo, búp bê không khỏi cảm thấy khinh thường và khó chịu. Khi nhìn thấy chỗ ngồi đầy bụi bặm và mạng nhện, búp bê búng tay ra hiệu cho vệ sĩ. Vệ sĩ vội vàng cởi áo lét, gỡ bụi bẩn trên bàn, khiến cho bụi bay mù mịt. Là một tiểu thư có nhà giàu hóng hách, làm sao búp bê có thể bỏ qua cho sự lúng túng của anh chàng vệ sĩ này được chứ? Vệ sĩ dù rất buồn vẫn ngoan ngoãn và tận tụy phục vụ cho cô chủ mình. Búp bê tới lúc này mới hài lòng, ngồi xuống và lấy ra những dụng cụ học tập đắt tiền lấp lánh ánh vàng. Ánh mắt của các bạn học sinh xung quanh thể hiện sự ngưỡng mộ, nhưng búp bê lại hất hàm tỏ vẻ khinh thường. Cả lớp ơi, chúng ta bắt đầu học bài nha. Không sao, không sao, cô giỡn thôi mà. Hẹn gặp lại các em nha. Tạm biệt cô. Vui chơi. Tuy nhiên, búp bê không chỉ từ chối một cách lạnh lùng mà còn tỏ ra khinh bỉ họ. Đợi mình lau mặt cho cậu nha. Mày tránh ra. Dễ sợ. Lắm tuổi nó. Đừng có đụng tới tao nữa nghe chưa. Cô bé thậm chí còn tức tối phá phách và trêu chọc các bạn nghèo, làm cho không khí trong lớp trở nên căng thẳng và khó chịu. Aha.
Trời ơi, gà vừa rẻ vừa ngon luôn. Hả? Hey, đây. Dạ dạ dạ. Con nhóc này. Mày mày lên đi cho tao. Mày làm gì vậy? Đền gà cho tao. Tránh ra. Cú va chạm khiến cho chiếc đùi gà của Eric văng ra đất. Nhưng thay vì xin lỗi, búp bê lại trịch thượng ra lệnh cho vệ sĩ của mình xử Eric. Hai ba dạ. Máu, ướt máu, máu. Tuy nhiên, Eric lại là một tên giang hồ đường phố nên đã có thể dễ dàng hạ gục được vệ sĩ của búp bê. Búp bê chứng kiến và vô cùng sợ hãi, liền co giò bỏ chạy. Con nhỏ này. Điền cho tao không? Điền cho tao không? Điền cho tao ngay. Hả? Hả? Trả lại cho tôi. Úi da. Phải không? Cứu tôi với. Cứu tôi. Hả? Cứu tôi với. Hả? Mày. Khi Eric chuẩn bị giáng một đòn lên búp bê và có ý định cướp số vàng vòng mà cô bé đang đeo, các bạn nghèo của búp bê đã chứng kiến tất cả. Họ không chần chừ, lập tức chạy lại giải cứu cho cô bé. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn, búp bê may mắn thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tụi bay muốn ăn đấm chứ gì? Hành động dũng cảm của các bạn nghèo làm cho búp bê thức tỉnh. Trong giây phút nguy hiểm, họ không hề bỏ rơi cô mà sẵn sàng bảo vệ cô, dù trước đó búp bê đã đối xử tệ bạc với họ. Thôi. Cùng với thái độ kiêu căng và khinh thường người khác của mình. Búp bê, cậu có sao không? Mình không có sao. Cảm ơn các cậu đã cứu mình nha. Mình xin lỗi các cậu nhiều nha. Đâu có gì đâu, mình là bạn mà. Cô chú. Từ đó, búp bê học cách trân trọng tình bạn, sống với hòa đồng và biết tôn trọng mọi người xung quanh. Hôm nay chỉ là một ngày cuối tuần bình thường. Trong lúc Mike đang mải mê chơi game, thì búp bê lại bôn chôn đi tới đi lui trong nhà. Có vẻ như cô đang trông ngóng ai đó hay thứ gì đó. Chán quá.
Hóa ra đối tượng khi búp bê Bon John đứng ngồi không yên chính là hai người bạn thân của cô. Ngày hôm nay các cô gái sẽ tổ chức tiệc ngủ cùng nhau. Họ đã chuẩn bị những bộ đồ ngủ vô cùng xinh xắn đáng yêu cùng với rất nhiều bánh kẹo để có thể vừa chơi đùa vừa nhâm nhi. Nhìn thấy bữa tiệc ngủ linh đinh của em gái mình và các bạn, Mai đã không kìm lòng được mà cảm thấy rất hào hứng và muốn tham gia. Vui quá vậy trời, mình vô chơi ké mới được. Vui quá à, cho anh chơi với nhà có được không? Buổi tiệc này chỉ dành cho con gái thôi. Nhưng mà không có được vô đây nữa nghe chưa? Không có được vô đây nữa nghe chưa? Không được chào đón ở bữa tiệc khiến Mai vô cùng bức xúc và tức giận. Nhưng cũng nhờ như vậy, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo để có thể đột nhập vào bữa tiệc. Cô gái xinh xắn đáng yêu tuổi mới lớn. Sau khi đã biến hình xong, đã đến lúc cậu thực hiện bước số 2 của kế hoạch, đó chính là xâm nhập vào bữa tiệc. Chào mấy bạn, cho mình chơi chung với nhau. Bạn là ai vậy? Mình là bạn của Mai á. Thôi mình đi trước nha. Đi đâu á? Mình giờ đi chơi nè. Đi thôi. You.
Mike and I can commit to you. Won't you say you love me too? Yeah, come on. I love you. You love me. We're a happy family with a great big heart and kiss from me to you. Won't you say you love me? Em với cậu nhìn kìa. Hả? Là Mike. Hả? Ok, lần nữa nha. I love you. Có vẻ như đôi lúc nhiệt tình quá cũng không tốt. Đừng mà. Không những bị đuổi khỏi bữa tiệc mà lần này Mike còn bị bắt nạt và sỉ nhục bởi búp bê và những người bạn của cô ấy. Biến đi coi, đừng làm phiền tụi em nữa. Và hành động quá giới hạn của các cô gái đã thật sự khiến Mike căm thù họ. Không cho mình chơi thì mình sẽ phá nát bữa tiệc. Không chần chừ, Mike liền lên kế hoạch để trả đũa em gái mình cùng hai người bạn của cô ấy. Wow. Một lần nữa kế hoạch của Mike lại thất bại và cậu lại chuẩn bị hứng chịu một cơn thịnh nộ kinh hoàng. Số lửa bỏng, thật may mắn mẹ của búp bê đã quay trở về kịp thời để ngăn cản các con. Tụi con, dừng lại! Mẹ ơi, cứu con! Con có sao không? Tụi con làm gì vậy? Anh phá tụi con chứ mà mẹ! Tại em không có cho con chơi chứ bộ! Tại ông thích đó, rồi sao hả? Đúng là bánh bèo keo kiệt bụng sỉnh mà! Stop all the back, or you won't get to live together.
Bây giờ mấy đứa thích cãi nhau đúng không? Mẹ không có chơi chung nữa. Mẹ, mẹ, thôi mẹ, mẹ, mẹ ơi. Cô ơi, tụi con xin hứa là sẽ chơi chung với nhau mà cô. Tụi con hứa sẽ không gây gổ nữa. Mẹ, cho tụi con chơi chung với nhau đi mẹ. Được rồi, nếu mà còn gây nữa là mẹ không có cho chơi chung đâu đó. Dạ. 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 Sau khi bị mẹ búp bê răng đe, tất cả đều nhận ra lỗi sai của bản thân và quyết định bắt tay nhau cùng dọn dẹp bãi chiến trường mà họ đã gây ra. Chơi chung như vậy vui quá ha. Okay. Và cuối cùng cả bốn người đã có một bữa tiệc vô cùng vui vẻ bên nhau. Búp bê là một cô gái nghèo, là một cô công nhân dọn vệ sinh của thành phố Vona. Công việc của búp bê vô cùng vất vả và cực nhọc, phải làm suốt từ sáng cho tới khuya. Để xóa đi sự mệt mỏi và buồn chán của công việc, búp bê thường tìm tới âm nhạc để giải trí. Trước cảnh tượng nhảy nhót của Suzy, búp bê nhảy càng sung hơn nữa. Và trong lúc hăng say, búp bê đã vô tình quăng cây chổi lên không trung. Cây chổi bay bèo lên và đập vào mặt của Suzy. Đầu luyện tập vô cùng chăm chỉ. Tuy nhiên, một tai nạn đã bất ngờ xảy ra. Nỗi đau khiến cho búp bê nhăn mặt, nhưng em không hề bỏ cuộc, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quyết tâm.
lại trang biệt thự sang trọng, Suzy vẫn đang tích cực luyện tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy nhảy. Wow, xuất sắc. Nhận được sự khen ngợi từ giáo viên dạy nhảy, Suzy tỏ ra tự mãn với khả năng vũ đạo tuyệt vời của mình. Quá đỉnh. Được rồi, Suzy, bây giờ mình tập tiếp nha. Thôi, tôi giỏi rồi, không có tập nữa đâu. Xem kìa, giáo viên dạy nhảy cũng thở dài trước thái độ kiêu ngạo của Suzy. Tại chiếc thùng cạc tông cũ, búp bê tìm thấy một nhúm vải phoan. Bằng khả năng sáng tạo và khéo léo của mình, chỉ sau vài phút, tấm vải phoan cũ giờ đây đã trở thành một chiếc váy vô cùng xinh đẹp. Búp bê cẩn thận đính từng bông hoa lên chiếc váy. Sau một hồi miệt mài, búp bê cuối cùng cũng đã hoàn thành chiếc váy mới. Chiếc váy voan nhẹ nhàng bay bổng, mang một vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng. Tiếp theo, búp bê xịt sơn vào chiếc ô, tạo thành những họa tiết hoa văn rực rỡ. Giờ đây, búp bê đã vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy tự thiết kế và chiếc ô đầy màu sắc. Cô chủ, wow! Ha, cái này nha. Mặc dù vệ sĩ lần lượt đưa cho Suzy từng chiếc váy, nhưng cô bé đều lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng cho đến khi một chiếc váy có thiết kế độc đáo, lộng lẫy và vô cùng bắt mắt xuất hiện. Wow, 10 điểm của chủ ơi. Sau bao nhiêu ngày luyện tập và chờ đợi, cuối cùng ngày thi đấu cũng đã tới. Wow, chương trình này hay lắm nè. Tôi cũng thích nữa nè. Cuộc thi tài năng nhí xin được phép bắt đầu. Mời thí sinh đầu tiên. Hay. Thí sinh đầu tiên đã có một màn mở đầu khá là suôn sẻ và mượt mà cho tới khi và sau đó rất rất nhiều thí sinh khác nhận được sự từ chối từ ban giám khảo. Xin mời thí sinh Suzy. Sau rất nhiều tiết mục thảm hại thì cuối cùng ban giám khảo đã có thể nở nụ cười với tiết mục của Suzy. Wow, hay quá à. Quá đã luôn. Có dễ thương quá à.
Vô, hay quá. Suzy mỉm cười tự tin và đắc thắng bước xuống sân khấu. Đâu thể nào ngờ rằng đối thủ đáng thương vẫn đang đợi cô ở phía sau. Xin mời thí sinh cuối cùng, Búp Bê. Cái con nhỏ này, mày muốn gây chiến với tao hả? Số dịp tức tối tị ném đá đồ hãm hại búp bê. Cô bé lấy ra một con dao và chiếc điều khiển từ xa bắt đầu tấn công búp bê. Đầu bấm nút điều khiển, con dơi bay vút lên cao, nhắm thẳng vào búp bê. Cô bé cố gắng xua đuổi con dơi, nhưng nó vẫn bay lượn xung quanh một cách nguy hiểm. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sự cố bất ngờ này. Ý tưởng mà có thể tiếp tục nhảy một cách vô cùng nhẹ nhàng. Khán giả vỗ tay tán thưởng trước sự thông minh và sáng tạo của em. Trời quá em ơi! Búp bê đã kết thúc bài trình diễn một cách ấn tượng trong tiếng hò reo cổ vũ của tất cả mọi người. 100 điểm. Và người chiến thắng đó chính là Búp Bê. Dạ con cảm ơn. Suzy và Bobby là hai cô nàng nổi tiếng với tính cách hổ báo, đang tung tăng dạo bước đến trường. Bỗng dưng, ánh mắt của hai cô nàng tinh nghịch bắt gặp một bé trai đang mải mê điều khiển con rắn đồ chơi bò trên đường. Dường như là ý tưởng lớn gặp nhau, Suzy và Bobby quyết định bày trò chọc kẹo cậu bé tội nghiệp. Chị ơi, trả đồ chơi cho em đi mà. Trả gì mà trả? Chị ơi, em săn sale shopping bây giờ mới mua đồ coi trời. Đại cho em đây. Ly ta chứ, biến đây. Cậu bé sợ hãi run rẩy, chỉ biết bỏ chạy trong vô vọng. Nhìn thấy sự hoảng loạn ấy, Bobby và Suzy càng khoái trá cười lớn hơn nữa. Vui thật đấy. Nhìn thấy một cô bé xuất hiện, Suzy và Bobby sẵn sàng cho một trò hề tiếp theo. Cô bé không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập khi con rắn giả bất ngờ xuất hiện. Cô bé hốt hoảng la lên, ngã ịch xuống đất. Bobby và Suzy đang hả hê trong trò đùa của mình, bỗng nhiên một chiếc xe lướt qua, lao thẳng vào con rắn. Tiếng nổ điện tách tách vang lên, khói bốc mù mịt. Suzy và Bobby trố mắt kinh ngạc nhìn con rắn bị văng ra xa, nằm im bất động trên nền đất. Người giải cứu cô bé chính là Búp Bê, một cô nàng cá tính xuất hiện đầy ấn tượng. Cảm ơn bạn nha. Không có gì
mang theo cảm giác bực bội từ ngoài đường cho tới vào tận lớp học. Susie và Barbie tiếp tục thực hiện kế hoạch chơi khăn búp bê. Hai cô bé này móc ra một quả bóng bay, buộc vào đó một mảnh vải trắng để tạo thành hình dạng giống như một con ma. Hai cô bé tưởng tượng ra cảnh búp bê sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy con ma này bay vào lớp học. Tưởng tượng ra cảnh khi búp bê nhìn thấy bóng đen lao tới mình, hốt hoảng gào thét, Susie và Barbie cảm thấy vô cùng khoái chí. Tuy nhiên, búp bê không hề yếu đuối như hai cô nàng đã tưởng tượng. Thay vì sợ hãi, búp bê đã nhanh tay một phát bắn thẳng vào quả bóng. Mảnh vải trắng văng ra và bay thẳng vào mặt của Barbie. Trời đất ơi, chuyện gì vậy tụi em? Đâu gì đâu con. Cả lớp mình ơi, hôm nay lớp tụi mình sẽ có một bạn học sinh mới. Vô đi em. Vô đi. Bạn nhỏ đó kìa. Nhỏ đó chứ ai nữa. Chào mấy bạn. Chào búp bê. Chào bạn. Em về chỗ ngồi đi ha. Dạ. Ê, nhìn mặt nó đáng ghét thiệt chứ. Vui quá à, được học chung lớp với búp bê rồi. Cô nàng hổ báo này sẽ tiếp tục đây trò gì để chơi khăm búp bê và cô nàng mới đến đây? À. Trong trí tưởng tượng của Susie và Barbie, hai kẻ đáng ghét này sẽ đâm sầm vào đống đi đầy màu sắc của mình, ngã lăn ra đất. Tưởng tượng thôi mà hai cô bé đã vui như trảy hội rồi. Bây giờ thì thực hiện kế hoạch ném đống đi đầy màu sắc ra đường, tạo thành chướng ngại vật nguy hiểm cho hai kẻ đáng ghét kia. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đống đi, búp bê không hề nao núng. Búp bê với kỹ năng lái xe điêu luyện đã tạo ra một luồng gió mạnh thổi ngược đống đi bay về phía của Susie và Barbie. Giận vì kế hoạch thất bại, Barbie rút ra một khẩu súng đồ chơi, gửi tín hiệu nhờ anh trai đến cứu viện. Oh.
Hả? Hả? Có chuyện gì? Anh hai, tụi nó bắt nạt em. Thử công chuyện lũ rồi. Wow, búp bê, bé ngầu thiệt chứ. Đi thôi. Hai đứa tụi mày dám chọc chệt em tao hả? Nó xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm lao về phía của búp bê với vẻ hung dữ. Cô bạn mới vô cùng hốt hoảng, trong khi đó búp bê vẫn giữ thái độ lạnh lùng, quanh tay nhìn mép đầy thách thức. Anh hai, anh có sao không? Cố lên búp bê, cố lên, cố lên. Hát trong lúc tức giận đã tháo boomerang khỏi vai và ném mạnh về phía của búp bê. Chiếc boomerang lao đi với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Chiếc boomerang bay vèo đập vào gốc cây đối diện và ngược trở lại, cuối cùng là lao đến chỗ của Fuzzy, Whitey và Matt đang đứng. Nhìn thấy nguy hiểm cận kề, cả ba người hoảng hốt ôm đầu la hét đầy sợ hãi. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, búp bê đã xuất hiện và cứu nguy cho cả ba người. Suzy, Whitey và Matt nhìn thấy chiếc boomerang dính trên cây, cảm thấy vô cùng biết ơn búp bê vì đã cứu họ khỏi nguy hiểm. Họ quay sang nhìn búp bê với vẻ mặt hối hận và thán phục. Wow! Búp bê ơi, cậu ngầu quá à. Trời, đỉnh thiệt luôn á. Cảm ơn bạn nhiều nha. Búp bê ơi, bạn giỏi quá à. Búp bê, mình xin lỗi vì đã chọc phá bạn. Búp bê ơi, cậu tha lỗi cho tụi mình nha. Không có sao đâu, tụi mình là bạn mà. Dù có những mâu thuẫn, nếu biết chân thành hối lỗi và sửa đổi, chúng ta vẫn có thể hòa giải và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Đây là hai thầy ma vô cùng lương thiện. Họ chỉ bới rác để kiếm sống qua ngay, chứ không hề ăn thịt người. Coi cô, cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu tôi, cứu. Không những thế, mỗi khi thấy con người bị thây ma tấn công, họ còn ra tay giúp đỡ. Nhưng cả hai thầy ma nhìn em bé vô cùng chiều mến. Cứ như thể em bé đã mang lại sự sống một lần nữa cho họ. Và kể từ đó, số phận của đứa trẻ này đã được gắn kết với hai thầy ma. 10 năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn lên thành cô nhóc tên búp bê. Ha!
bởi vì họ là thầy mà. Mình ở đây nè, mình ở đây nè, bắt mình đi. Hey, ouch. Cho mình chơi chung với. Ok. Một, ba, bắt đầu. Yeah.
lỗi ba mẹ. Ba mẹ tha lỗi cho con nha. Qua sự cố lần này, búp bê cuối cùng cũng đã nhận ra sẽ không có ai yêu thương cô bằng chính gia đình của mình. Con yêu ba mẹ lắm. Bobby là một cô gái dịu dàng, nữ tính. Còn búp bê là một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Cả hai cô gái đang tập trung vào chuyên môn của mình thì bỗng nhiên cánh cửa lớp học mở ra. Cô giáo Sophia bước vào với nụ cười rạng rỡ. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới. Hả? Wow! Chào bạn. Wow! Ủa? Chào. John là học sinh mới với vẻ ngoài không mấy bắt mắt. Tuy nhiên, John lại vô cùng cảm mến hai cô bạn xinh đẹp. Nhìn thấy hai bạn nữ xinh đẹp, John đã tưởng tượng ra một viễn cảnh tuyệt vời. Mình phải khiến cho hai bạn ấy thích mình. Không có gì, không có gì hết con. Được rồi, em về chỗ ngồi của mình đi. Dạ cô. À, lớp mình chờ cô chút xíu nha. Cô đi lấy dụng cụ học tập rồi quay lại. Dạ. Hả? À. Các bạn ơi, mình sẽ nhảy tặng các bạn một bài nha. Để tạo ấn tượng tốt với hai bạn gái, John đã bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, những động tác vô cùng lố bịch và hài hước. Yêu. Tuy nhiên, do nhảy quá hăng, hai chiếc giày của John đã bay thẳng vào hai bạn gái. John. Mình xin lỗi. John. Chết rồi, mấy bạn đó sẽ ghét mình cho mà coi, phải làm sao đây? Trời ơi, rối quá. Hả? Trong lúc bối rối chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu của John. Sắp giao hàng đây. Dạ, con cảm ơn chú. Ok. Nắm chặt chiếc cung tên tình yêu trong tay, John tự tin quay lại lớp học. Cậu tin rằng với sức mạnh của tình yêu, mọi rắc rối sẽ được giải quyết êm đẹp. Liệu John có thành công trong kế hoạch chinh phục búp bê và Barbie? Bỗng chốc, hai trái tim của cô gái rung động mãnh liệt. Mọi muộn phiền tan biến, thay vào đó là những cảm xúc ngọt ngào và say đắm. Quá đã luôn.
Trong mắt họ bây giờ, John như một hoàng tử quyến rũ, tỏa sáng rực rỡ. Tránh ra coi. Nhỏ này, tránh ra coi. Hai bạn, dừng lại, dừng lại đi. Đừng có cãi nhau nữa mà. Dừng lại. Trời, dừng lại đi, đừng mà. Các em, dừng lại. Mấy bạn, đừng mà. Thôi, bắt đầu không? Dạ. Yeah, thành công rồi, thành công rồi. Mình đúng là thiên tài. Yes, 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 yes. Oh, wow, ho ho. Yes, yes, yes. Trời, hey. Đẹp trai quá. John bước ra khỏi cổng trường, nụ cười rạng rỡ trên môi. Hôm nay, cậu đã chinh phục được hai cô gái xinh đẹp bằng chiếc cung tên tình yêu kỳ diệu. Bỗng, Bobby xuất hiện trước mặt của John với khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui. Wow, 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 wow. John háo hức vỗ tay, nhún nhảy theo cùng. Nụ cười rạng rỡ của Bobby như xóa tan mọi muộn phiền trong lòng của John, khiến trái tim cậu bồi hồi rung động. John ơi, cậu đi chơi với mình nha. Ồ, wow. Mình đồng ý. Bobby mỉm cười tinh nghịch, định tiến đến để hôn John, nhưng trước khi kịp chạm môi, búp bê đã kịp thời phá đám bằng cách búng một viên kẹo cao su dính vào miệng của Bobby. Cái gì vậy? Búp bê, chủ mưu đằng sau trò đùa tai quái ấy, lại nhếch mép cười khinh bỉ. Hả? Thì ra là cậu. Búp bê, sao cậu dám? Bỗng nhiên, gió nổi lên mạnh mẽ, từ trên trời, một chiếc trực thăng xuất hiện. Búp bê với vẻ tự tin rạng ngời, cô nhún nhảy theo nhịp nhạc sôi động, giọng hát mạnh mẽ vang vọng khắp nơi. John cũng bị thu hút bởi màn trình diễn đầy sức hút của búp bê, cũng bắt đầu nhún nhảy theo. John, quá đã luôn, tuyệt vời. Wow. Hay quá. Cháy quá, cháy quá. Yes. Là bạn trai của mình nha. Ồ, mình đồng ý.
John vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo của búp bê. Không, không, John, ông là bạn trai của mình mà. Hả? John là của mình, biết chưa hả? Không, của mình. John là của mình mà. Của mình. Của mình. Chính ra cửa là của mình. Ra, của mình. Bỏ ra đi con nhỏ kia. Thả ra. John, đi lại. Dừng lại. John. Dừng lại đó mà, dừng lại. John bị giằng co qua lại giữa hai cô gái, không biết phải lựa chọn ai. Mọi thứ bỗng chốc tan biến. John trở lại thực tại, thở hổn hển vì sợ hãi. Vừa nãy tất cả đều là do trí tưởng tượng của cậu ấy mà thôi. John vội vàng bấm nút khủy, cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi tình huống trớ trêu như trong tưởng tượng vừa rồi. Mấy bạn, cho mình xin lỗi nha. Thôi được rồi, mình không có giận bạn đâu. Đúng rồi, không có sao hết trơn á, chúng mình là bạn mà. Ủa, John, sao đứng đây vậy em? Về chỗ ngồi đi ha. Rồi, cái lớp ổn định nào. Bạn nào xuống phong lên trước nè. Em ơi, em cô ơi. Ai nha? Cô mời John. Búp bê và Susie là hai cô gái nổi tiếng lất cất và xấu tính ở trong thành phố. Họ thường xuyên phá hoại xóm làng, gây phiền toái cho mọi người xung quanh. Coi kìa. Hai cái con bé kia. Lại. Tụi mày coi chừng tao. Một buổi sáng nọ, khi cả hai đang mải mê với những trò nghịch ngợm của mình, họ vô tình gặp phải tai nạn và phải nhập viện. Jack, một vị bác sĩ tài ba và nhiệt tình với bệnh nhân. Chào các bạn. Ok rồi. Oh.
Hey. Búp bê và Suzy nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài và sự quan tâm chu đáo của bác sĩ Jack. Được rồi, bây giờ hai bạn nằm nghỉ ngơi nha. Dạ bác sĩ. Dạ. Bác sĩ ơi, ở đây có thêm một bệnh nhân nữa. Tuy nhiên, trái với mong muốn của Búp Bê và Suzy, trái tim của bác sĩ Jack đã bị đánh cắp bởi Barbie, một cô gái xinh đẹp và dịu dàng. Bác sĩ. Khám. Chứng kiến cảnh tượng tình cảm giữa Barbie và bác sĩ Jack, Búp Bê và Suzy cảm thấy vô cùng ghen tị và tức giận. Bác sĩ ơi, cứu người, cứu người. Đưa về phòng cấp cứu nhanh lên. Rồi. Ê. Sự ghen tị của Búp Bê và Suzy ngày càng lớn. Họ quyết định sẽ dạy cho Barbie một bài học. Hai cô gái tìm cách bắt nạt Barbie ngay tại bệnh viện, khiến cho Barbie vô cùng đau khổ và sợ hãi. Trận động đất dữ dội bất ngờ xảy ra. Toàn bộ bệnh viện rung chuyển dữ dội. Mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi. Búp Bê và Suzy vì quá sợ hãi mà không biết phải làm gì, trong khi Barbie vẫn cố gắng trấn tĩnh và tìm một nơi trú ẩn an toàn. Suzy và Búp Bê đang trong tình trạng nguy hiểm. Barbie đã không hề do dự mà lao đến cứu hai cô bé. Barbie! Mau ra khỏi đây thôi các bạn ơi!
Cả ba cô gái cùng nhau chui xuống gầm bàn để trốn tránh sự nguy hiểm. Động đất qua đi, búp bê và Suzy đã nhận ra sự dũng cảm và lòng tốt của Bobby. Có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, búp bê và Suzy cảm thấy hối hận vì những hành động xấu xa của mình. Các cậu có sao không? Tụi mình không sao. Bobby, cảm ơn cậu đã cứu tụi mình nha. Mình xin lỗi cậu nhiều nha Bobby. Trời đất ơi, khách sáo quá, đâu có gì đâu, từ giờ mày là bạn nha. Đúng là cả cô gái tuyệt vời. Trải nghiệm kinh hoàng trong trận động đất đã khiến cho Bobby và Suzy hoàn toàn thay đổi. Họ không còn ghen tị với Bobby và Jack nữa, thay vào đó, họ còn trở thành những người bạn vô cùng thân thiết. Với ước mơ được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, vẫn chưa có cơ hội được diễn trên một sân khấu hoành tráng, nhưng mỗi ngày, bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, búp bê đều luyện tập vô cùng chăm chỉ. Một MC với phong cách thời trang ấn tượng, sải bước tự tin trên thảm đỏ, thu hút mọi sự chú ý. Hãy tham gia cuộc thi Net Top Model để nhận được chiếc cúp vàng danh giá. Búp bê nghe lời kêu gọi của MC, ánh mắt sáng rực lên với niềm thích thú cực độ. Này, tham gia đi con, tham gia đi, cúp vàng này. Nhận được tờ rơi và lời khuyến khích búp bê hãy tham gia cuộc thi từ MC, cô nàng háo hức với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. Búp bê đầy quyết tâm, sẵn sàng chinh phục ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp trên sân khấu Next Top Model. Búp bê đang tranh thủ luyện tập catwalk trong lúc chờ tới lượt của mình. Trong khi đó, hai thí sinh khác là Suzy và Barbie đang rạng rỡ chụp ảnh selfie cùng với nhau. Nhưng rồi, một tai nạn không mong muốn đã xảy ra giữa ba người. Mình xin lỗi, mình không có ý đâu. Mày tưởng xin lỗi là xong hả? Vòng casting cuộc thi Next Top Model xin phép bắt đầu. Thí sinh đầu tiên, Barbie. Mày coi chừng tao đó. Barbie ném một cái nhìn hằng học vào búp bê, sau đó thì quay người sải bước lên sàn diễn, bỏ lại búp bê với vẻ mặt lo lắng và sợ sệt. Màn trình diễn của Barbie thu hút sự chú ý của mọi người bởi những bước catwalk uyển chuyển, chuyên nghiệp cùng thần thái cuốn hút. Tiếp theo. Khác với sự bực bội trước đó, Suzy nở nụ cười rạng rỡ và sải bước đầy tự tin trên sàn diễn. Tuy nhiên, màn trình diễn của cô ấy không thực sự xuất sắc. Tuy vậy, MC vẫn mỉm cười hài lòng và đưa tấm bảng tích điểm cho Suzy. Tiếp theo. Đi về, sang năm thì tiếp con nha. Dừng ở đây đi. Tiếp theo.
qua luôn. Rất nhiều thí sinh khác cũng không thể nào gây ấn tượng với ban giám khảo cho tới khi có sự xuất hiện của... Búp bê hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và bước ra sàn diễn với sự tự tin. Cô tạo dáng xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, Barbie lại nảy ra một ý đồ xấu xa. Cô ấy lấy ra một chiếc ná và một viên đá nhắm vào gót giày của búp bê. Đúng lúc viên đá được bắn đi, trúng vào gót giày của búp bê khiến cô bước đi lảo đảo. MC lắc đầu thất vọng, tưởng chừng như búp bê sẽ là thí sinh tiếp theo bị loại. Tuy nhiên, búp bê không hề bỏ cuộc, nhanh chóng tạo dáng đầy tự tin. Màn trình diễn ngoạn mục của búp bê khiến MC vô cùng kinh ngạc và thích thú. Trời ơi búp bê, con tài của con hay quá, cho hùng một cái nào. Con nhỏ đáng ghét này. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết gồm có búp bê, Barbie và Susie. Cố gắng luyện tập các con nha. Dạ. Yêu quá. MC bắt đầu buổi luyện tập bằng bài hướng dẫn tạo dáng với sản phẩm vô cùng điêu luyện. Tới lượt các con đấy, Suzy. Này, các vị nha. Này, bắt đầu đi. Không phải như thế. Này, làm mẫu nha. Nâng cái vỉ lên này. Nhấc cái mông lên. Cười cho tươi nhá. Nhìn camera này. Ok, đội người. Không phải như thế. Thẳng cái lưng lên. Đưa cái chân ra này. Đưa chân ra. Rồi, cười. Cười nha, cười. Tốt, tốt. Búp bê, tới được con đấy. Barbie nhìn búp bê với ánh mắt ghen tị và nảy ra một ý đồ xấu xa. Thì ra là lén lút đổ keo lên chiếc quai túi sách và đưa nó cho búp bê. Thì tốt nha bạn. Tập với nhau đi. Suzy và Barbie nhìn búp bê cười đắc ý, vui mừng vì đã gây khó dễ cho đối thủ của mình. Bất chấp những chiêu trò của Suzy và Barbie, búp bê vẫn không nản lòng. Cô quyết tâm luyện tập chăm chỉ để chứng minh năng lực của bản thân. Ban đầu, búp bê gặp nhiều khó khăn, nhưng cô không hề bỏ cuộc. Dần dần, búp bê đã thành thạo hơn, những bước kết quắc của cô trở nên uyển chuyển và chuyên nghiệp. Trong khi đó, Suzy và Barbie lại lười biếng, chỉ biết nằm trên ghế, ăn uống và hưởng thụ. Họ không hề tập luyện cho vòng chung kết, chỉ mong búp bê mắc sai lầm. Cuối cùng, ngày thi chung kết cũng đã đến. Và vòng chung kết của thi Next Top Model xin được phép bắt đầu. Suzy với vẻ ngoài tự tin và phóng khoáng bước lên sân khấu và bắt đầu tạo dáng chuyên nghiệp.
Mặt xinh, xinh hả? Nhờ. Tao dặn đẹp đó. Tiếp tục là màn trình diễn của Barbie. Cô sải bước tự tin và tạo dáng điệu nghệ. Cưng nhờ. Cưng ha. Chạy thiệt chứ. Xuất sắc, con được 80 điểm. Khi Barbie vừa hoàn thành xong phần trình diễn của mình, cô ta lại nảy ra một ý định xấu xa. Một chai dầu ăn và một cây súng dài. Hai cô gái này lại tính hãm hại búp bê ra sao nữa đây? Xin mời thí sinh cuối cùng. Đến lượt búp bê, cô bước ra với nụ cười rạng rỡ và bước đi đầy tự tin. Do dẫm phải dầu ăn của búp bê và sushi, búp bê đã cố giữ thăng bằng nhưng lại trượt chân. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ, búp bê đã tạo ra một tư thế đầy ấn tượng. Trời ơi, quán quân ở đây chứ đâu. Cho điểm, cho điểm. 100 điểm. Suzy và Barbie chỉ biết đứng nhìn trong hầm hực. Âm mưu đen tối của họ đã thất bại hoàn toàn. Ôi giời ơi, yêu thế nhờ. Ok, ok. Và không còn nghi ngờ gì nữa, quán quân cuộc thi Next Top Model đó chính là Búp Búp Bê. Dạ, con cảm ơn nhiều. Yeah. Chiến thắng của Búp Bê là minh chứng cho sự thông minh, sáng tạo và bản lĩnh trước những khó khăn và thử thách. John có một niềm đam mê cực kỳ lớn cho việc nhảy nhót. Và ước mơ của cậu đó chính là được trở thành một thành viên của đội cổ vũ. Trời ơi. Hả? Nhìn cái đống đi coi. Dạ, dạ con xin lỗi chú. Nhìn cái đống này không muốn dọn luôn á. Dạ dạ con xin lỗi, con xin lỗi mà. Thôi chú tha cho con nha, con có ý đâu. Mình cũng muốn nhảy chung. Khi nhóm nhìn câu lạc bộ cổ động luyện tập, John đã vô cùng hào hứng. Cậu không kiềm được và thể hiện mong muốn được tham gia vô cùng mạnh liệt. Wow! Yo! Ooh!
chị. Bạn làm cái gì ở đây vậy hả? Mình muốn làm cổ vũ viên. Cho mình tham gia nha. Hả? Cái gì? Nhìn kỹ nè, chỉ có con gái mới được tham gia thôi. Đúng vậy. Đừng mà không. Không có được vô đây nữa nghe chưa? Đợi đã, đợi đã. Bên. Có cách. Thôi. Để được tham gia câu lạc bộ cổ động, John liền nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Wow, John thật xinh đẹp trong bộ dạng của một cô gái. Cậu nhìn không cái gì một cổ vũ viên thực thụ. Vậy thì còn chơi chơi gì nữa? Đến lúc gia nhập câu lạc bộ cổ động thôi. Hello mấy bạn. Sao bạn đẹp quá vậy? Ủa, bạn là ai vậy? Mình là học sinh mới. Cho mình tham gia câu lạc bộ cổ vũ nha. Ơi. Được. Nhưng mà trước tiên cho tụi mình coi cậu nhảy đi. Ok. Thôi cho. Cái gì vậy trời? Nó nhảy gì vậy? John đã có một màn trình diễn vô cùng hăng say. Cậu nhảy văng cả bông cổ vũ, văng cả giày, và cuối cùng văng cả lớp ngụy trang của cậu. John! Ôi dạ. Tôi cấm cậu không được vô đây nữa. Nghe chưa? Cậu không cho tôi làm gia, tôi sẽ phá hết cho mà coi. Em mấy cậu, mình phải luyện tập nhiều hơn nữa. Mình cũng nghĩ vậy á. Vì quá tức giận, John liền nghĩ ra một kế hoạch xấu xa để trả đũa đội cổ động. Đến giờ tập rồi các cậu. Ok, cố lên nào. Ah!
và thế là một cuộc chiến đã nổ ra. Tại sao các em lại đánh nhau? Tại vì John phá tụi em á. Tại vì mấy bạn cho con tham gia chứ bộ. Trời, có vũ chỉ dành cho con gái thôi thầy. Ai cũng có thể trở thành cổ vũ viên hết. Thầy cũng là đàn ông mà. Cho tụi mình xin lỗi cậu nha. Tụi mình không nên cấm cậu tham gia mới phải. Mình cũng xin lỗi mấy cậu. Kể từ bây giờ cho mình tham gia cùng các bạn nha. Ok. Luyện tập thôi. Đi thôi đi thôi. Ba, hai, một, bắt đầu. John và các bạn cuối cùng đã giải quyết được những khúc mắc và cậu trở thành một thành viên chủ chốt của đội cổ động.